Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin mới nhất. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin chính ngay sau đây. Số ca mắc COVID-19 mới tăng lên sắp xỉ 3.000 ca trên ngày. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, Hà Nội vào cuộc từ rất sớm, rất nhanh. Hà Nội nhu cầu khi mua kit test, thuốc cảm cúm tăng cao. Kính thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca mắc COVID-19 mới tăng lên sắp xỉ 3.000 ca trên ngày. Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước ngày 27 tháng 4 tiếp tục tăng lên mức 2.958 ca, tăng 227 ca so với ngày hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.554.875 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.771 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.062 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.619.813 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 85 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 75 ca, thở oxy dòng cao FHNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 6 ca, ICMO 0 ca, trong ngày không ghi nhận ca tử vong. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 của ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 trên 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á xếp thứ 5 của ASEAN. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 26 tháng 4, có 20.480 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.194.772 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 233.570.991 liều. Mũi 1 là 70.908.117 liều. Mũi 2 là 68.451.733 liều. Mũi bổ sung là 14.343.892 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 52.086.551 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 17.780.698 liều. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là 23.965.433 liều. Mũi 1 là 9.130.879 liều. Mũi 2 là 9.021.266 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều. Số liều tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là 18.658.348 liều. Mũi 1 là 10.212.224 liều. Mũi 2 là 8.446.124 liều. Chủ động ứng phó khi số ca bệnh tăng sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Chiều 25 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh trên người. Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị các quận, huyện, thị xã, các cơ sở ngành cần rà soát lại các điều kiện phòng chống dịch bệnh, các lực lượng ứng trực để chủ động ứng phó khi số ca bệnh tăng sau kỳ nghỉ lễ. Dịch COVID-19 tại Hà Nội ở cấp độ 1. Kết quả giám sát các biến thể của SARS-CoV-2 của đơn vị thử nghiệm lâm sàng thuộc Đại học Oxford và Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, tại khu vực phía Bắc lưu hành nhiều loại biến chủng phụ của Omicron như BA2, BA4, BA5, BN, BL, BE, BF, XBB1.5, XBB1.16, XBB1.9, XBB1.11, XBB2.3, đặc biệt là biến thể XBB1.5 và XBB1.9
XBB.1.16 được ghi nhận từ tháng 3 năm 2023 và đang có xu hướng gia tăng theo xu hướng chung của toàn cầu. Tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng dần. Trong 7 ngày gần đây, toàn thành phố ghi nhận 1.857 trường hợp mắc COVID-19, tăng 1.137 so với 7 ngày trước đó. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, trung bình mỗi ngày ghi nhận 265 ca trên ngày. Riêng ngày 25 tháng 4 ghi nhận số ca mắc cao nhất 411 trường hợp. Hiện số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là 463 người, trong đó có 44 bệnh nhân phải thở oxy, 381 bệnh nhân có triệu chứng trung bình, 377 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Ngoài ra có 1.705 người được cách ly điều trị tại nhà. Kết quả giải trình tự gen 22 mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, gồm 14 mẫu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 8 mẫu công cộng, ghi nhận 100% mẫu thuộc chủng Omicron, trong đó 10 mẫu thuộc XBB.1.5 chiếm 45,5%, 5 mẫu XBB.1.11.1 chiếm 22,7%, 5 mẫu XBB.1.9.1 chiếm 22,7%, 1 mẫu XBL chiếm 4,55%, 1 mẫu XBB.2.3 chiếm 4,55%. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhận xét, các biến thể qua trải trình tự gen tại Hà Nội cũng tương đồng như thế giới. Hiện đã ghi nhận biến chủng XBB.1.5 và XBB.1.9.1. Đây là những biến thể đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo dõi sát sao do tăng khả năng lây truyền và né tránh hệ miễn dịch. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về sự gia tăng động lực và các triệu chứng đa số là nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể cũ. Đánh giá về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố hiện nay, ông Vũ Cao Cương cho rằng, dựa vào số ca mắc mới và tình hình điều trị, hiện tại Hà Nội đang ở cấp độ 1, nguy cơ thấp. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh trên thế giới, dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Do đó, cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. Tại buổi giao ban, các đại diện quận huyện cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát. Các quận huyện tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, các mũi bổ sung cho người dân. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lo ngại về số ca mắc mới COVID-19 sẽ gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Đề cập đến các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải cho biết, dự báo số lượng du khách sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới, cùng với việc triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến toàn bộ đơn vị trong ngành, cơ sở. Ngành cũng đã lập ra các đoàn công tác để tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị khai thác bến xe. Qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Sở Du lịch thành phố cũng khuyến cáo các đơn vị lữ hành, nếu phát hiện du khách nghi mắc bệnh, cần phối hợp với y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng. Hà Nội vào cuộc từ rất sớm và rất nhanh. Đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng khi tình hình dịch bệnh chớm gia tăng, Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm và rất nhanh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân lưu ý, virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, dự đoán định, trong khi đó Hà Nội là địa bàn giao lưu lớn, cũng là nơi tập trung các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương nên lượng người từ các tỉnh thành đổ về rất lớn. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 5 ngày, người lao động, học sinh, sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội sẽ trở về quê. Do đó, sau kỳ nghỉ lễ, họ trở lại thành phố công tác, học tập. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cần phải được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh tại một số quận huyện và cơ sở y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà hoan nghênh các địa phương, các sở ngành đã chủ động triển khai tích cực, đồng bộ các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, các sở ngành, các quận huyện, thị xã cần ra soát lại toàn bộ công việc, chủ động ban hành các văn bản về hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị các sở, du lịch, giao thông vận tải, công thương, giáo dục và đào tạo cần rà soát lại các văn bản đã ban hành, đồng thời tiếp tục ban hành các văn bản tăng cường, các giải pháp trọng tâm và chịu trách nhiệm triển khai theo phạm vi quản lý của mình. Riêng kỳ nghỉ lễ sắp tới, các sở ngành cần thống nhất và sẵn sàng về lực lượng ứng trực, đầu mối, số điện thoại và gửi về Sở Y tế thành phố. Khi có các tình huống phát sinh, các lực lượng sẽ phối hợp nhanh chóng và kịp thời. Đồng chí Vũ Thu Hà phân tích, theo thông lệ hàng năm, sau mỗi kỳ nghỉ lễ thường có các vấn đề phát sinh không riêng dịch COVID-19 mà các dịch bệnh khác. Do đó, các quận huyện, thị xã, các sở ngành cần rà soát lại lực lượng ứng trực, các điều kiện phòng chống dịch bệnh để đảm bảo chủ động khi có số ca bệnh tăng sau kỳ nghỉ lễ.
Với việc chủ động và triển khai tốt các giải pháp sẽ tránh các tình huống phát sinh và nguy cơ bùng phát, từ đó người dân sẽ có kỳ nghỉ lễ an lành. Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Hà Nội nhu cầu mua kit test thuốc cảm cúm tăng cao. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng cao từ đầu tháng 4 đến nay, thị trường các sản phẩm như kit test, thuốc điều trị cảm cúm, thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng sôi động trở lại. Theo bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng trong thời gian gần đây. Riêng trong ngày 26 tháng 4, cả nước ghi nhận 2.731 ca mắc mới, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Vì thế, nhu cầu sử dụng các sản phẩm xét nghiệm, phòng và chữa COVID-19 của người dân cũng tăng lên. Ghi nhận tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết nhiều khách hàng mua kit test với số lượng lớn để dự trữ sẵn ở trong nhà. Đối với sản phẩm trên, nhà thuốc luôn có nguồn hàng ổn định, dồi dào để cung cấp cho người tiêu dùng. Thế nhưng chị Trần Thị Minh Anh, trú tại quận Long Biên, người vừa bị nhiễm COVID-19 cũng không khỏi lo lắng. Càng đông người bệnh thì nhu cầu mua các loại kit test hay thuốc chữa cảm cúm càng tăng cao. Tôi e rằng trong thời gian tới các mặt hàng này có thể trở nên khan hiếm. Với tâm lý đó, chị Minh Anh cũng mua thêm nhiều kit test COVID-19, nước muối sinh lý, vitamin C. Theo chị, để hạn chế việc tái nhiễm, hàng ngày chị đều súc miệng nhiều lần bằng nước muối, bổ sung thêm các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh tốc độ lây lan của COVID-19, những thay đổi của thời tiết Hà Nội ở thời điểm này cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng của mỗi người trước các bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, nhức đầu và xương khớp. Trong các loại bệnh trên có vài bệnh mang triệu chứng giống với COVID-19, vì thế có không ít người nhầm lẫn về tình trạng bệnh của chính mình, nảy sinh tâm lý chủ quan dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Bà Phạm Thị Mai, 67 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng cho hay, bà thường xuyên bị ốm vặt khi thời tiết thất thường vì sợ các loại kit test và thuốc điều trị ho khan, sổ mũi tăng giá cao như mùa dịch những năm trước. Bà đã mua sẵn một số lượng lớn sản phẩm để dự trữ cho gia đình. Với nhiều người dân, từ lâu việc xét nghiệm COVID-19 bằng kit test nhanh khi có những biểu hiện như sốt, ho, đau họng, đau đầu, mệt mỏi đã thành một thói quen trong sinh hoạt. Chị Trần Hoàng Phương Tiên, trú tại quận Cầu Giấy chia sẻ, nếu cảm thấy bản thân có những dấu hiệu của COVID-19, tôi sẽ tự xét nghiệm ngay tại nhà. Ngoài kit test, tôi cũng mua thêm khẩu trang, thuốc xịt giảm đau họng để sử dụng dù chưa mắc COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, ở nhiều hiệu thuốc, các sản phẩm vật tư y tế chưa có dấu hiệu tăng giá hay khan hàng. Giá mỗi kit test nhanh dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng trên một bộ. Có nơi mỗi bộ kit test chỉ có giá 9.000 đồng. Nhiều cửa hàng còn có chính sách ưu đãi mua 1 tặng 1 hay giảm giá đến 50% cho khách hàng đối với sản phẩm kit test và khẩu trang. Trên một số chợ thuốc online, nhiều loại kit test nhanh COVID-19 với đa dạng nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc đang được giao sỉ với giá từ 2.000 đến 5.000 đồng trên một bộ. Thế nhưng nhiều người lại lo ngại về chất lượng của các loại kit test này. Anh Phùng Nguyên, quận Nam Từ Liêm cho hay, tôi vẫn lựa chọn mua kit test ở những hiệu thuốc uy tín, dù thực tế giá bán ở những nơi này cao hơn, nhưng tôi an tâm hơn về tính an toàn và chất lượng. Theo anh Nguyên, giá khẩu trang kit test bây giờ đã rẻ hơn rất nhiều so với trước đó. Anh mong muốn các đơn vị bình ổn giá trên thị trường và các hiệu thuốc có thể giữ mức giá này để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Với tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, một số người đã chuẩn bị sản phẩm phòng COVID-19, thậm chí một số người còn mua sẵn đơn thuốc để tự điều trị tại nhà trong trường hợp bị mắc bệnh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ chuyên gia y tế, việc làm này có thể dẫn đến nguy cơ kháng thuốc, ảnh hưởng đến việc điều trị, dẫn đến những biến chứng sau này của người bệnh. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình trước dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác, rửa tay thường xuyên và báo cáo ngay cho các trạm y tế địa phương khi biết mình mắc COVID-19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tin mới nhất.